Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 sách Mệnh Kim Bài, tác giả Nguyễn Long, diễn và đọc Chương Dũng. Bách Linh Châu lúc này nói: "Đương nhiên sư phụ không thể làm khách bàn quan được, sư phụ từng đáp ứng điều đó rồi mà." Bạch Y lão bà tự xưng là Mân Sơn bà lại lên giọng nói: "Xem ra ta vướng thù địch cả hai mặt." Bách Linh Châu cất cao giọng đầy kêu hãnh: "Hai mặt hay ba mặt thì cũng chẳng cần kế đến, với võ công của Mân Sơn chúng ta lại còn sợ ai nữa chứ?" "Châu Nhi, người quá tự phụ, đối với quyết hoàng trưởng của ma đầu Miêu Cương, ta khuyên người nên tránh xa, bằng không thì bỏ mạng khi nào không hay đó." "Điều đó Châu Nhi tự lãnh hội được." Mân Sơn bà chừng như nghĩ đến điều gì rồi chợt hỏi: "Châu Nhi, ngươi từng nói âm diện thái cực đồ là nên thuộc về ngươi hả?" "Vâng." "Ngươi có muốn đoạt lại hay không?" Khách Linh Châu mỉm cười trả lời một cách hùng hồn: "Nếu thái cực đồ thuộc về Long ca ca, Châu Nhi không nói làm gì. Nhưng ở vào tay người khác, Châu Nhi quyết đoạt lại cho bằng được." Mân Sơn bà bèn dục: "Châu Nhi, chúng ta bám theo xem sao." "Được." Mân Sơn bà lên tiếng dặn: "Ta khẩn thiết cần dặn người, bất luận chàng thiếu niên đó thật sự có phải là La Như Long hay không, bây giờ chưa đến lúc lộ diện, ngươi không được xúc động tình cảm làm bại lộ mưu đồ của ta, rõ chưa?" "Dân sư phụ cứ an tâm." Hai người phi thân lao vút đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong khung trời mờ ảo. Toán cao thủ Bạch Đạo sau khi vượt qua Vũ Công Sơn, mời giảm tốc độ hành trình đến phía bắc Du huyện. Họ gặp toán cao thủ do Phổ Thiện Đại Sư dẫn đầu, sáp nhập làm một đến hơn 60 người, tiếp tục băng về hướng Dự Nam. Để được cho an toàn, đồng thời tiện lợi trong bước hành động, họ men theo Cửu Lãnh Sơn, rồi tiến nhập vào Hà Nam, đi suốt ngày đêm không dừng chân. Trên đường đi không ai mở miệng nói gì, chỉ có Lãnh Tử Thu thầm thì to nhỏ với Phổ Thiện Đại Sư. Lão ta luôn miệng đáp: "Tốt, tốt." Thỉnh thoảng lại nhìn sang La Như Long, vẻ đầy sự ngưỡng mộ. La Như Long cũng lắm phần ngạc nhiên, không biết họ đang đàm tiếu những gì. Giả Như Chân sống đến bạc đầu như vậy, hẳn trải qua không ít kinh nghiệm quan sát qua. Lão cũng hiểu được phần nào, nhưng vẫn cố làm ngơ. Lâu lâu lại đánh mắt nhìn La Như Long ý nói: "Tiểu tử, có lão phù ở bên cạnh người, người cứ an tâm. Ngươi cho rằng những cử chỉ của họ lại thoát khỏi ánh mắt Phật Như Lai này sao?" Vào trưa ngày thứ ba, họ đặt chân đến Tung Sơn. Thiếu Lâm Tự là một ngôi cổ tự duy nhất còn sót lại ở Trung Nguyên, không bị bọn ma đầu Miêu Cương phá hủy. Đám quần hùng tiến đến trước sơn môn, chợt nghe tiếng chuông vang vọng. Đó là tiếng chuông nghênh tiếp thượng khách. Chúng đồ Thiếu Lâm Tự đứng thành hai hàng để nghênh đón La Như Long. Chàng được rước vào trong một trang tịnh thất rộng rãi sau hội trà. Đột nhiên mọi người phân thành hàng hành đại lễ cúi rạp bái La Như Long. Trong đám quần hùng bái lễ đó có cả các bậc tiền bối trưởng môn của các đại môn phái danh tiếng lừng lẫy một phương. La Như Long thấy vậy phải phát quản, chàng không rõ rồi đây sẽ gánh vác trọng trách gì, nhưng họ thi lễ trịnh trọng như vậy, chàng biết rằng sự việc rất trọng đại. Nhìn những lão tiền bối râu tóc bạc như xương lại tôn sùng mình hết mực, La Như Long kinh ngạc và bối rối không biết xử trí thế nào. Nếu phán ra hai tiếng miễn lễ e rằng quá là thất lễ, nếu dùng chưởng lực để nâng họ lên lại càng thất lễ hơn. La Như Long thật sự lúng túng, bất giác đánh mắt nhìn sang Giả Như Chân để mong lão ta phân giải cuộc diện này. Giả Như Chân bèn mỉm cười cất giọng: "Sao chỉ có thất đại môn phái hành lễ thôi hả? Còn người của hòa thượng kia sao?" La Như Long nghe vậy liền quét ánh mắt nhìn đám quần hùng đang quỳ, đúng là còn thiếu nhân vật thuộc phái Thiếu Lâm. Chàng đảo mắt quan sát thấy Phổ Thiện Đại Sư cùng Cửu Giám Tự của Thiếu Lâm Tự đang mỉm cười đứng ở một bên.
Khi nghe Giả Như Chân hỏi thẳng điều đó, Phổ Thiện Đại Sư vốn là người trầm tĩnh, cũng lúng túng ngỡ ngàng. Qua thoáng lưỡng lự suy nghĩ, Phổ Thiện Đại Sư lại lên tiếng trả lời. Giả thí chủ hẳn không biết phái Thiếu Lâm không liên can gì đến sự thỉnh cầu La Thiếu Hiệp lần này. Đoạn lão ôm quyền vái một vái rồi thi lễ. Giả Như Chân vuốt râu cười hỏi. Lão hòa thượng, ta có lời muốn hỏi lão. Xin cứ hỏi. Giả Như Chân chậm rãi cất giọng. Đại hòa thượng, lão xưng hô thế nào đối với Liệt Hỏa Thần Quân? Phổ Thiện Đại Sư nhất thời đoán không ra ẩn ý của đối phương bèn đáp. Liệt Hỏa Thần Quân thành danh mấy mươi năm đài. Bọn ta đúng ra nên chấp nhận làm đệ tử. Lời đó có thật lòng không? Kẻ xuất gia bình sinh không có giọng ngữ với người, đương nhiên là thật rồi. Giả Như Chân chỉ vào mặt mình cười hì hì nói. Ta đã đến tuổi bát tuần, có mối thầm giao với Liệt Hỏa Thần Quân mấy mươi năm nay. Giờ ta đang thay mặt cho Liệt Hỏa Thần Quân theo lão. Ta nhận lấy một lễ bái của lão vừa rồi có thỏa đáng hay không vậy? Phổ Thiện Đại Sư khẩu phục nhưng tâm không phục, liền lên tiếng đáp lại. Lão là bậc niên cao hữu đức, bọn ta nên bái thêm một bái nữa gọi là toàn lễ. Vừa rồi đã nhận lão một bái rồi, hà tất phải thi toàn lễ? Là Như Lòng nôn nóng hỏi. Lão tiền bối, giảng bối nên xử sự thế nào đây? Giả Như Trần trả lời. Bảo họ đứng dậy đi. Giảng bối làm sao? Giả Như Chân ngầm dẫn chân lực ở hai tay đưa ra phía trước cất giọng. Chư vị hà tất phải hành lễ với một đứa trẻ, đứng dậy đi. Lập tức có hai luồng lực đạo nhu hòa phát ra, nâng đám quần hùng đứng dậy. Đám cao thủ bạch đạo không phải là những kẻ hư danh. Ban đầu nghe Giả Như Chân đối chất với Phổ Thiện Đại Sư, ở trong lòng vốn đã nổi giận rồi. Nhưng khi nếm thử công lực tuyệt học của lão ta, sự tức giận đó đã tan biến đâu mất. Phổ Thiện Đại Sư phóng luồng nhẫn quang theo dõi, thấy đường chúng ổn định trở lại, bèn đưa tay thị ý cho họ trở về nguyên vị rồi nói. Chư vị xin quỳ tọa, có gì nói sao? Giả Như Chân lướt nhìn đương chúng, cất giọng sàng sảng nói. Chư vị bất quản gian khổ nghền tiếp bọn ta đến đây có chuyện gì, xin nói rõ ra đi. Linh Hạc đạo trưởng đứng dậy tiếp lời. Vô lượng thọ Phật, hồng hoa bàn giá hòa gió lầm, thế lực ngày càng lớn mạnh. Cửu đại môn phái lâm cường đại nạn. Này có là thiếu hiệp được Liệt Hỏa Thần Quân chiếu cố, hai năm tinh luyện gió công kỳ công thành đạt. Ngưỡng mong là thiếu hiệp đứng ra thanh trừ yêu tặc. Đó là lời thỉnh cầu của những người trong bạch đạo gió lầm. Giả Như Chân mỉm cười nói. Linh Hạc đạo trưởng, vì dẫn kiếp gió lầm mà có lời thỉnh cầu, đúng là một người vì đạo nghĩa. Nhưng hồng hoa bàn hiện tại lực đồng thế mạnh, chỉ một mình La Như Long làm sao mà đương đầu nổi. Lời của Giả Như Chân làm cho mọi người không ít phần hoang mang. Lão ném ánh mắt quan sát đương chúng rồi vuốt râu nói tiếp. Tuy nhiên La Như Long đã là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân, được đón nhận đại lễ của chư vị để biểu thị thành ý nhất tầm hướng thiện của Liệt Hỏa Thần Quân, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi của chư vị, chàng ta quyết phải xá mệnh vì chính nghĩa, cho dù dầu sôi lửa bỏng cũng gắng vượt qua. Nghe những lời lẽ hùng hồn đó, những cao thủ bạch đạo trở nên rạng rỡ, nét mặt đầy vẻ hy vọng. Giả Như Chân quay sang hỏi Phổ Thiện Đại Sư. Lão hòa thượng, đối với lần quần hội Trung Nam vào ngày 25 tháng 3 tới đây của Hồng Hoa Bang, lão có kế hoạch như thế nào đây? Phổ Thiện Đại Sư ngập ngừng trả lời. Quần hội Trung Nam Hồng Hoa Bang không ngoài hai mục đích. Thứ nhất, Hồng Hoa Bang muốn mượn ngày hội này để phô trương quy lực của họ. Thứ hai, nhân ngày hội này họ dự định dẫn xuất một người. Họ muốn dẫn xuất người nào?
Cũng không rõ. Giả Như Chân lại hỏi tiếp. Ngày hội đó diễn khai vào giờ nào? Đúng giờ thần. Do ai chủ trì vậy? Hồng Hoa Bang Phái, vị phó tổng đàn chủ, họ Trương làm chủ trì. Như vậy, người dự hội phải đến Trung Nam sớm trước một ngày sau. Dần, Giả Như Chân trầm tư trong khoảnh khắc chợt lên tiếng hỏi. Ta hỏi tiếp, lão quần hùng của các môn phái đều đến Trung Nam hội hay là sao chứ? Phổ Thiện Đại Sư suy nghĩ giây lát, niệm một câu Phật hiệu rồi nghiêm túc đáp. Theo tình nắm bắt được, ta xác thực cho rằng đúng là như vậy. Giả Như Chân cắt ngang lời. Được rồi, được rồi. Giờ chúng ta nên hợp kết lại triển khai kế hoạch. Làm sao đến ngày hội phải đoạt cho bằng được những bộ sử sách lưu truyền của các đại môn phái mới là chính sự. Rồi lão đưa ta ra bảo đương chúng. Chư vị có thể trở về đi. Trước ngày 24 tháng 3 chúng ta nhất định phải có mặt ở Trung Nam. Mọi người đồng ứng thanh rồi tản mát ra hết. Trong mật thất chỉ còn mấy vị trưởng môn của các môn phái. Họ bắt đầu triển khai một cuộc hội đàm mật. Đỉnh Trung Nam tạo lạc trên dãy Tần Lĩnh Sơn. Bên trái có Nam Ngũ Đài, bên phải có chân đỉnh của Hoa Sơn. Thế núi bao la hùng vĩ. Vào tiết tháng 3, khí xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, chìm ríu rít gọi bày. Cảnh sắc thiên nhiên bao phủ một màu xanh huyền diệu. Hơn nửa tháng phát quanh tu chỉnh, cổ thành Trung Nam trở nên khang trang lộng lẫy, chuẩn bị đón ngày hội sắp đến. Từ vị Thiềm Nguyên chân nhân, chưởng môn của phái Trung Nam, cho đến mấy trăm tay thuộc hạ cứ chạy ra chạy vào, mặt mày hớn hở như lũ cóc đợi cơn mưa dông. Thời gian từng ngày trôi qua trong bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Đến ngày thứ ba trước ngày hội, mọi công việc đã chuẩn bị chu toàn. Thiềm Nguyên chân nhân chắp hai tay ở sau lưng, ngước mặt ngông ngóng nhìn đông trong tay, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Thực ra thì Thiềm Nguyên chân nhân lần này đứng ra đốc thúc chuẩn bị quần đại hội võ lâm Trung Nguyên, một là đưa vào đó để làm nấc thang tiến thân, hay là có cơ hội để hiển lộ tài cán của mình trước mặt các môn phái. Thiềm Nguyên chân nhân có hình tướng không mấy thiện cảm, đầu quảng mắt chuột, mặt mày ốm nhôm, dưới cằm có chòm râu sơn dương lừa thừa mấy sợi, hàm răng hô lại đen khiến cho người ta nhìn phải phát nôn ra. Thân hình lại khô nét tựa như là mảnh trúc, đầu chụp chiếc mũ cửu lương, bộ y phục lại rộng thùng thình, có in hình bát quái, trông gã ta chẳng khác gì một người nộm. Thì Nguyên chân nhân chắp tay đi quanh ở trong phòng khách rực rỡ sáng lạng. Ở phía phòng khách là ba tòa nhà mới được dựng lên để quần hùng võ lâm đến tụ hội. Phía sau bàn chủ tọa là một tấm phong có thiều đó hoa hồng sặc sỡ. Lão ta đặc biệt chú ý đến ghế chủ tọa, ngắm nghía một hồi, lão bước đến ngồi xuống thử, gật gù đầu có vẻ mãn ý rồi đứng dậy. Bất chợt trên đỉnh gian nhà ở phía trước đột ngột lộ ra một khuôn mặt thanh tú đang quan sát những cử chỉ của Thiềm Nguyên chân nhân. Xích một chút nữa là bật cười thành tiếng. Thiềm Nguyên chân nhân lại không hề hay biết có người dám ẩn thân trên nóc nhà để nhìn trộm mình. Lão liều khều cất bước đi ra khỏi phòng khách và đến thẳng Anh Hùng quán. Lão ta vừa đi khuất, có hai bóng người màu trắng từ trên nóc nhà nhẹ nhàng bay đáp xuống đất tựa như là hai chiếc lông hồng rơi. Đó chính là Mân Sơn Bà Bà và Hách Linh Châu. Chẳng biết cố ý hay là vô tình, khi đáp xuống Hách Linh Châu ngồi gõn gọn ngay trên chiếc ghế chủ tòa làm bằng da hổ, cô ta còn yếu điệu cười gọn nói: Sư phụ muốn thử không? Rất là thoải mái. Mân Sơn Bà Bà đánh mắt nhìn rồi quát nhẹ: Còn quỷ nữ này, vừa rồi ngươi xuất làm quấy, giờ lại còn bỡn cợt nữa sao? Ta phải đem ngươi về giam đầu ở Mân Sơn đến chục năm cho ngươi hết múa mèn. Vừa nói bà ta vừa ngưng thần nghe theo dõi,
hé môi cười nhạt rồi nói: "Nói thật ra chúng ta vượt ngàn dặm đến đây, người đã lụy rồi, nên tìm đến khu trấn nào gần đây nghỉ ngơi 2 ngày rồi hãy tính. Đi nghỉ 2 ngày sẽ trễ thời gian xem cảnh trường náo nhiệt mất sư phụ. Sư phụ đi, chứ Châu Nhi không có đi đâu." Hách Linh Châu lên giọng bướng bỉnh: "Người muốn giữ ở đây sao?" "Ừ, Châu Nhi giữ ở đây thôi." Trên khuôn mặt trắng xanh của Mân Sơn bà hiện lên một nét cười đạm bạc. Bà ta buông giọng nói: "Ta xem người quá mẫn mê si tình với thằng La Như Long, làm cho thần trí bấn loạn, kể cả ngày giờ cũng quên nốt." Hách Linh Châu sượng sùng đỏ mặt cúi đầu. Mân Sơn bà tiếp lời: "Không phải người đã nói La Như Long đến chiều tối mai 24 mới tới cơ mà?" "Vâng." "Châu Nhi muốn xem cảnh trường náo nhiệt cũng phải đợi tối mai, giờ nán lại đây thì có tích sự gì chứ?" Hách Linh Châu hỏi giọng bồi hồi. "Sư phụ, ý của sư phụ là muốn ra ngoài để thăm dò động tĩnh như thế nào, xem tình hình có gì bất lợi đối với La Như Long không phải không?" "Hiện tại không phải đã xem rồi đó sao?" Hách Linh Châu lắc đầu đáp: "Sư phụ chớ cho rằng biểu hiện bên ngoài yên tĩnh thế này là vô sự. Kỳ thực biến cố phát sinh chỉ trong chớp mắt khiến người ta không thể phòng bị kịp." Mân Sơn bà nghiêm sắc mặt nói: "Châu Nhi, những lời ta căn dặn người, người nhớ rõ cả chứ?" Thấy bà ta thay đổi sắc mặt, Hách Linh Châu thoáng đứng dậy, ôm chầm lấy bà ta rồi hỏi: "Hẳn sư phụ đã dạy bảo không mở lời khi gặp La Như Long mà?" Mân Sơn bà gật đầu rồi tiếp lời: "Không phải ta cố ý ngăn cách các người, mà vì tình thế đang hết sức là gai cấn. Ta và Liệt Quá Thần Quân có mối thù quá lớn, không thể dùng lời lẽ hóa giải được. Hiện tại trước mắt, khi sự ân oán giữa ta và Liệt Quá Thần Quân chưa được hóa giải, người tốt nhất không được gặp mặt là Như Lòng, có hiểu chưa?" "Sư phụ cứ an tâm, Châu Nhi không làm trái lại lời chỉ dạy của sư phụ." Hách Linh Châu miễn cưỡng thốt lên lời đó, mặt ngọc ngẩng lên. Cô ta run giọng nói: "Theo sư phụ thấy, Long ca ca ngày mai đến Trung Nam có gặp nguy hiểm không vậy?" Mân Sơn bà trả lời: "Ta vốn cho rằng La Như Long đến đây chẳng khác gì dẫn sát vào miệng cọp, hung nhiều cát ít, nhưng đó chỉ là sự linh cảm của ta mà thôi. Sư phụ cho rằng Hồng Hoa Bang có sự chuẩn bị rồi hay sao?" "Ừ, nhất định là vậy rồi. Vì Ma Đầu Miêu Cương tiến về phương Nam bị hụt một vố, sau khi nghe tên Đầu Đà Vệ Sơn lọt lưới báo cáo lại, họ nhận dạng được La Như Long. Bởi vậy nhân ngày hội này, họ sẽ triển khai kế hoạch dây bắt chứ gì?" "Đúng vậy." Hách Linh Châu than giọng đượm buồn nói: "Hiện trường trước mắt tuy chưa có dấu hiệu gì, nhưng cảnh đầu rơi máu đổ đang ngấm ngầm xảy ra. Thôi được, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi, ngày mai trở lại đây để quan sát. Khi nào La Như Long thoát khỏi đầm rồng quyệt hổ, Châu Nhi mới an tâm." Mân Sơn bà hỏi giọng khác thường: "Người có cho rằng ta bỏ qua lão tóc bạc tính giả hay không?" "Sao, sư phụ vẫn hoài nghi lão ta chính là Lễ Quả Thần Quân ư?" "Chưa hẳn đúng, tuy nhiên lão tính giả đó khiến cho người ta trỗi dậy hoài nghi không ít." Mân Sơn bà chợt đưa tay ra hiểu rồi nói nhỏ: "Có người đến, chúng ta rời nhanh khỏi đây. Ngày mai phải chọn một vị trí cao để quan sát rõ toàn trường." Dứt lời bà ta liền nắm tay Hách Linh Châu, cả hai cùng lao đi mất hút trong ráng chiều mờ ảo. Mân Sơn võ học quả nhiên thật là thần diệu, nên chẳng ai biết, đi cũng chẳng ai hay. Ngày 24 đã đến, Phổ Thiện Đại Sư nắm bắt nguồn tin không sai, quả nhiên sau giờ ngọ, bằng hữu võ lâm ở khắp nơi nườm nượp kéo về Trung Nam, được đón rước vào nghỉ tại ở Anh Hùng Quán và Hào Kiệt Lâu, trong Trung Nam cổ thành. Những khách có tên tuổi được Thiền Nguyên Chân Nhân đích thân đứng ra đón tiếp. Lão ta suốt ngày ở trong Hào Kiệt Lâu, đa số các khách đến dự hội
Trên mảnh áo có theo hoa hồng, mang danh là Quần Hội Võ Lâm Trung Nguyên, kỳ thực nói là Thịnh Hội Ban của Hồng Hoa Ban cử hành thì đúng hơn. Đến chiều tối, hai tòa Anh Hùng Quán và Hào Kiệt Lâu chật ních người. Đỉnh Trung Nam vốn u tịch vắng lặng, giờ lại đèn đuốc sáng trời, tiếng cười nói nhộn nhịp vang động núi rừng. Vào khoảng giữa giờ Dậu và giờ Tuất, đang lúc mọi người đang hăm hở chuyện trò, đột nhiên một tin khẩn cấp truyền đến: Phó Tổng Đàn Chủ Quang Lâm đại giá. Tin tức này làm cho Thiền Nguyên Chân Nhân sửng sốt, cả người lão ta kinh ngạc, lầm thầm trong miệng: Hoa Sơn và Trung Nam gần trong gang tấc, Phó Tổng Đàn Chủ trong đêm hôm lại đến, vì sao vậy? Tổng Đàn Chủ đã truyền dụ nói rằng Phó Tổng Đàn Chủ sáng nay mới đến cơ mà. Có lẽ Trường Phó Tổng Đàn Chủ không hẳn tin ta, đến kiểm tra xem khâu chuẩn bị như thế nào chăng? Thì Nguyên Chân Nhân tinh thần hoảng loạn, không tin vào tai của mình. Lão ta liền dung tay nắm cổ áo tên thuộc hạ báo tình dương mài quát lớn: Ngươi vừa nói Phó Tổng Đàn Chủ đại giá sao? Dạ. Gã thuộc hạ cũng hết hồn theo: Vì Phó Tổng Đàn Chủ nào? Dạ, Trường Phó Tổng Đàn Chủ. Trường Phó Tổng Đàn Chủ thường nhật không từng lộ diện, ngươi làm sao nhận ra được vậy? Gã thuộc hạ đến lúc này mới đoán ra nguyên nhân vì sao vị trưởng môn kinh hoàng thất sắc. Gã ta cười đáp: Dạ bẩm trưởng môn, đệ tử tuy chưa từng thấy được kim dung của Phó Tổng Đàn Chủ, nhưng theo lệ thường dùng lời để chuyển cáo, đệ tử chỉ việc báo cáo lại như vậy. Nài xà giá của Phó Tổng Đàn Chủ đang dừng ở cách ngoài độ tầm tên. Sao, Phó Tổng Đàn Chủ xà giá đến rồi hả? Dần. Thì Nguyên Chân Nhân đang định hỏi thêm, chợt có Linh Tước Đạo Nhân bước lên xua tài dục: Thì Nguyên Đạo Huynh, chúng ta không nên chậm trễ, mau mau triển khai đội hình ra nghênh tiếp đi. À dân, triển khai đội hình nghênh tiếp, nhanh lên, nhanh lên. Thì Nguyên Chân Nhân phát quản kêu lên mấy tên thuộc hạ báo tin còn đang đứng trờ trờ ở trước mặt. Lão ta dậm chân la cuồng lên: Đồ chết bầm, người đứng sững hồn ra đó làm gì, nhanh đi, giống chính tiếng chuông, cốt nhanh. Gã thuộc hạ liền cắm đầu chạy đi ngay. Thì Nguyên Chân Nhân quay sang tả hữu nói lớn: Đi! Rồi lão ta lon ton dẫn đường đi trước. Từng tiếng chuông ngân vang giữa núi đồi tịch mịch. Bon, bon. Đến tiếng chuông thứ bảy thì vừa dứt, một đoàn người nối đuôi nhau đứng trước sơn môn của cổ thành Trung Nam trông như chiếc cầu vồng ngũ sắc. Đoàn người đông nghịch làm tất cả lối đi. Môn đồ thuộc phái Trung Nam tính ra phải đến 500 người, cộng thêm hơn 600 người từ các nơi kéo về, còn số lên đến cả ngàn. Tự nhiên không ai bảo ai, họ lần lượt phân đứng thành từng hàng theo chức vụ cao thấp. Đứng hàng đầu tiên là trưởng môn của các môn phái và những anh hùng hào kiệt có danh tiếng trong võ lâm. Đến tiếng chuông thứ 9 kết thúc, toàn trường đang náo nhiệt lập tức trở nên im phăng phắc, không nghe thấy một tiếng động nào. Toàn bộ ánh mắt đều ngóng nhìn theo con đường chạy dài ở phía trước. Trong bầu không khí trầm tịch như chiếc lá rơi cũng nghe, bất chợt từ đâu lại vọng đến tiếng nhạc réo rắt du dương như tiếng quán than của những quan hồn lưu lạc. Từ xa xa có một ngọn đèn màu trắng lập lòe trong màn đêm ảm đạm đang tiến đến gần. Người ta bắt đầu nhận ra có 12 bạch y thiếu nữ đang dịnh một cỗ xe màu trắng, lướt đi như hành dân lưu thủy, tiến thẳng đến sơn môn. Lướt qua khỏi những tầng cấp bằng đá, 12 vị bạch y thiếu nữ nhất tề hô một tiếng nhỏ. Những cánh tay ngà ngọc rời khỏi cổ xe, chiếc xe được đặt xuống trên một khoảng đất bằng phẳng, cách sơn môn độ ngoài 3 trượng. Nó tiếp lăn bánh lên phía trước một đoạn rồi từ từ dừng lại trước mặt của đường chúng. Lúc này mấy mươi tay cao thủ hộ tống theo chiếc quái xa vẫn khi ẩn khi hiện trong màn đêm, tiếng tài áo bay phành phạch ở trong gió. Bất thần một tràng cười lớn từ trong chiếc quái xa vang lên.
Tiếng cười tợ như hổ gầm, hàm ẩn cả nội lực rất lớn, khiến cho người ta như muốn vỡ tung cả màn nhĩ. Tiếng cười đầy vẻ thị uy và chấn khiếp, hiếp cả ngàn cao thủ võ lâm đang đứng cùng nhìn. Một hai vị bạch y thiếu nữ bắt đầu phân ra hàng tả hữu, đứng phía trước chiếc quái xa. Tiếp đó có hai người xuất hiện từ sau xe đi vòng đến trước. Người bên trái là một lão nhân râu tóc bạc trắng như ngân, mặt vuông tay dài, đôi mắt khẽ mở giận y phục có thiều hoa bông sặc sỡ. Bên phải là một vị phụ nhân trung niên độ 30 tuổi, mắt thanh mài tú, dung nhan kiều diễm, cũng giận y hiệu có thiều hoa hồng. Chẳng phải ai khác, hai vị đó chính là Giả Như Chân và Diệu Thủ Nương Tử Quá Trang. Họ phân vị đứng trước quái xa, quỳ gối thi hành đại lễ, miệng nói lầm thầm, không biết nói những gì, rồi đứng dậy bước lên cuối mình đứng đầu hai bên xe. Rèm xe từ từ vén lên, có một người đang ngồi ở bên trong. Đó chính là vị phó tổng đàn chủ mà mọi người đang cung hầu, và cũng chính là La Như Long. La Như Long vẫn bộ chiếc y hiệu như mọi hôm, chỉ có điều trên gương mặt tuấn mỹ của chàng dường như có tô một lớp hương phấn. La Như Long vốn có một nốt ruồi son bên má phải, nhưng không biết do dùng dược vật để bôi xóa hay dùng thuật hóa trang mà hiện giờ lại biến đi đâu mất. La Như Long bước xuống đất, quay sang nói với hai người mấy lời gì không ai rõ. Khi họ hồi bẩm lại, chàng gật đầu à à lên mấy tiếng. La Như Long dường như chẳng để mắt đến đám quần hùng ở trước mặt, tay cầm chiếc quạt bằng ngà xòe rộng, miệng hiện rõ một nụ cười lãnh đạm, mặt ngước nhìn những gì sao lấp lánh trên bầu trời, thần thái kêu hãnh. Thấy vị phó tổng đàn chủ hàm đứng nhìn sát trời, đám cao thủ phía Thiềm Nguyên chân nhân cùng kính bước lên để nghênh tiếp. Khi khoảng cách song phương còn độ sáu xích, họ dừng lại nghiêm nghị rồi hô lớn: "Tham kiến phó tổng đàn chủ!" Rồi răm rắp quỳ xuống xá lễ. Tất cả đường chúng cũng đồng loạt hô lên: "Tham kiến phó tổng đàn chủ!" Họ cùng quỳ xuống thành từng dãy trông thật là tôn nghiêm. Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả mặt đất, nhưng chẳng hề làm kinh động đến vị phó tổng đàn chủ. La Như Long vẫn đứng sừng sững như pho tượng, ngước mắt nhìn những làn mây trời lững lờ trên không trung mờ ảo, thần trí đang chìm trong cõi hư vô. Diệu Thủ Nương Tử dường như có phần áy náy, mỉm cười xá xá rồi mở lời: "Bẩm phó tòa, mọi người đang đón tiếp ngài." "À, người nói gì?" La Như Long cố làm bộ thất kinh, xếp chiếc quạt lại rồi than nhẹ: "Ôi thôi, mấy khi được ngắm cảnh trời huyền ảo này, ai già, mất hứng quá đi." Chàng chợt cúi nhìn đám quần hùng giả dờ như đến giờ mới phát giác ra họ quỳ bái ở trước mặt, bèn cười kha khả cất giọng: đứng dậy hết đi, không dám, không dám." Tuy miệng nói như vậy nhưng La Như Long vẫn đứng yên không biểu hiện một cử chỉ nào. 13 cao thủ đàn giái dưới đất cũng lầm cờm đứng dậy. La Như Long ném ánh mắt lướt nhìn bọn họ, bất giác kinh ngạc ở trong lòng. Vì trong hàng cao thủ đang đứng trước mặt lại có một lão đầu đà phái Vệ Sơn vừa rồi đã lọt lưới. Lão ta cũng sững người ngạc nhiên mấy phút. Qua những ngày được huấn luyện và sắp đặt kế hoạch công phu ở Thiếu Lâm Tự, từng nhận dạng kỹ trưởng môn của các môn phái và những nhân vật chủ chốt qua quan ảnh hội họa. Bởi vậy giờ chàng có thể nhận ra tính danh của mỗi người cùng chức vị của họ. La Như Long cố giữ nét mặt hết sức là bình thản, chàng mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, rồi chỉ vào vị trưởng môn phái Trung Nam gọi: "Thiềm Nguyên đạo huynh, xin qua đây." "Dạ, dạ." Thiềm Nguyên chân nhân lắp bắp đáp mấy tiếng rồi cúi mình bước tới đứng cạnh La Như Long. La Như Long nhỏ giọng nói vẻ quan tâm: "Đạo huynh, ông thật khổ công rồi." Thiềm Nguyên chân nhân thấy rằng mình được chiếu cố ở trong lòng khấp khởi, cười hì hì đáp: "Đây là bổn phận của bần đạo, cũng là điều vinh dự cho phái Trung Nam.
Nên vậy mà. La Như Long mỉm cười rồi hỏi: Ông chuẩn bị chu toàn cả rồi chứ? Dần toàn bộ đều hoàn tất thấu đáo rồi, không có gì khiếm khuyết nữa chứ? Thì Nguyên Chân Nhân với giọng nịnh nọt: Theo bần đạo xem xét, mọi việc đều đã chu đáo. Tuy nhiên, phó tòa đã đại giá đến đây xin phó tòa vì giá sồi xét cho. La Như Long điềm nhiên rồi tiếp lời: Theo kế hoạch đã định trước giờ thình, sáng mai ta mới đến để chủ trì quần hội võ lâm. Nhưng tổng đàn chủ cứ thấp thỏm lo lắng cho thành bại của lần đại hội lần này, bởi vậy ta được phái đến đây để xem xét luôn. Nói đến đó, là Như Long nhấn mạnh là: Đạo huynh ác đã rõ rồi, đây là lần quần hội võ lâm đầu tiên của Hồng Hoa Bang được tổ chức công khai ở Trung Nguyên, bởi vậy phải thành công chứ không để thất bại được. Thì Nguyên Chân Nhân đáp lia liệt: Dần, đúng vậy, bần đạo đã lãnh hội được điều đó, xin phó tòa di giá xem có gì không được thỏa ý không, bần đạo sẽ cho chỉnh đốn kịp thời. Lão ta cúi nghiêng mình mời đón và quay lại định dẫn đường. Là Như Lòng ấn chiếc quạt trên đầu vai của gã ta rồi bảo: Đạo huynh khoan đã. Thì Nguyên Chân Nhân ứng thanh rồi đứng lại ngay ngắn. Là Như Lòng mỉm cười hỏi: Ta đêm nay nghỉ tại ở Trung Nam này, đạo huynh có chuẩn bị phòng ốc cho ta chưa? Dạ có, chuẩn bị đàng hoàng từ trước rồi. Yên tĩnh không? Dạ yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Là Như Lòng chỉ tới cả ngàn đương chúng đang quỳ ở sân môn rồi bảo: Đạo huynh thay ta truyền dụ cho họ về nghỉ ngơi, có chư vị trưởng môn tùy hành theo ta là được rồi. Trao đổi xong, La Như Long quay sang Giả Như Chân trầm giọng quát lớn: Bảo đi, hồi xa, đêm nay ta nghỉ tại Trung Nam này. Xin dần. Giả Như Chân khép nép cung kính ứng thanh rồi quay lại dùng tay hồ lớn: Phó tổng đàn chủ truyền dụ, hồi xa. Hai tiếng hồi xa giống như một mệnh lệnh triển khai hành động vậy. Dạ. Tiếng đáp đồng loạt vang lên từ phía xa, giống như khắp chung quanh đỉnh Trung Nam đều có người tùy tùng. Tiếp theo tiếng huýt sáo vang lên xuyên qua không trung, lập tức có tiếng tai áo bay phành phạch, bóng người loang láng trong màn đêm, thần pháp cực nhanh chẳng khác gì sao băng điện xẹt. Như để thị uy, những bóng người đó cứ lướt dùng dục trước sơn môn. Do thần pháp phạm tốc nên không ai nhận ra đám cao thủ hộ tống quái xa là những nhân vật nào. Hàng cao thủ hắc đạo đứng ở phía dưới dù có chú một nhìn cũng chỉ thấy đám cao thủ hộ tống đều dẫn y phục của Hồng Hoa Bát. 12 vị bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng vịn lấy quái xa, lướt đi như cởi gió tung mây. Rời khỏi đỉnh Trung Nam, đám cao thủ hộ tống đồng thanh hô lớn: Bẩm phó tổng đàn chủ, bọn thuộc hạ cáo thôi. Là Như Lòng phải chiếc quạt một cái, những bóng người lượn lờ ở trên không trung biến đi đâu mất. Cả ngàn đương chúng đàn đứng ngơ ngác cũng lặng lẽ rời khỏi sơn môn. Đương trường ngoài Giả Như Chân và Diệu Thủ Nương Tử tùy hành La Như Long, còn lại chỉ có 7 người, đó là Thiền Nguyên Chân Nhân chưởng môn phái Trung Nam, Linh Tước Đạo Nhân chưởng môn phái Võ Đường, Hoa Trường Thọ chưởng môn phái Trường Bạch, Hứa Niệm Khai chưởng môn của Cồn Lưng, Khâu Kim chưởng môn của Tuyết Sơn và Hải Mã chưởng môn của Điểm Thương. Còn có lão đầu đà phái Vệ Sơn giờ cũng được gọi là chưởng môn của một đại môn phái. Nhìn lướt qua 7 lão tướng này, là Như Lòng bất giác sửng sốt ở trong lòng, thầm nghĩ kỳ quái thật. Rõ ràng là chính đại môn phái trừ phái Thiếu Lâm chưa bị Hồng Hoa Bang quỷ diệt ra, nên còn lại 8 môn phái mà hiện tại trước mặt chỉ có 7 vị chưởng môn, vậy thiếu một vị chưởng môn, môn phái đó là môn phái nào? Trong những ngày vừa qua, La Như Long chuyên chú nhận dạng những lão ma đầu chưởng môn của các môn phái qua ảnh quả. Bởi vậy chỉ trong khoảnh khắc chàng nhớ lại, ngài chính là Thiếu Hoa Hoa Hòa Thượng, chưởng môn của phái Nga Mi. Hôm nay Thiếu Mặt Hoa Hoa Hòa Thượng
cũng chưa mấy trọng yếu, nhưng nguyên nhân vì sao lão ta lại chưa đến làm cho La Như Long thật sự lo ngại. La Như Long lần này đột nhập vào đầm Long Quyệt Hổ, cốt ý là lấy cho bằng được bộ sử sách lưu truyền của các tôn phái. Nếu thiếu đi bộ sử sách của phái Nga Mi như vậy, đại sự đâu gọi là thành đạt hoàn mỹ. Không biết nên làm thế nào, La Như Long vội đánh mắt, ý thị cho Giả Như Chân. Giả Như Chân đã hiểu rõ mọi tình tiết. Khi nhìn qua ánh mắt của chàng, lão ta định dùng thuật truyền âm để nói, nhưng Thiền Nguyên Chân Nhân đã mở giọng xù nịnh. Xin phó tòa di giá tuần thị, bần đạo đi trước dẫn đường. La Như Long không tiện nói thêm, liền bước đi theo Thiền Nguyên Chân Nhân. Tiếp theo sau lưng là Giả Như Chân và Diệu Thủ Nương Tử, đi cuối cùng là mấy lão ma đầu chưởng môn. Lão đầu đà đi sau, trong lòng phập phồng. Một hồi lo sợ đâu đâu, sắc mặt thay đổi từng hồi. Giả Như Chân có nhãn lực như thần, chỉ thoạt quay lại nhìn, lão đã nắm rõ nội tâm của lão đầu đà như thế nào rồi. Bọn họ vào xem ba gian nhà chuẩn bị cho ngày mai, quân hùng tụ tập dự hội, rồi đến anh hùng quán Hào Kiệt Lâu. Phòng khách cuối cùng lại đến một tòa tịnh thất cách biệt hoàn toàn mọi biến động bên ngoài. Tòa tịnh thất này không những rất thanh tĩnh mà còn trang bị đầy đủ mọi tiện nghi lộng lẫy qua lệ. Thiền Nguyên Chân Nhân cũng khổ công phí lực không ít để chuẩn bị cho vị phó tổng đàn chủ nghỉ chân. La Như Long vừa quan sát vừa gật đầu trầm trồ khen ngợi Thiền Nguyên Chân Nhân rối rít. Thỉnh thoảng La Như Long chỉ những điểm thiếu sót, Thiền Nguyên Chân Nhân dạ dạ dân dân ghi nhận ở trong lòng. Tiến vào tòa tịnh thất, La Như Long nhìn qua một lượt rồi hỏi. Đạo huynh, khu tòa này chuẩn bị cho Trương Mổ đây sao? Thiền Nguyên Chân Nhân cười giọng xỉm nịnh đáp. Nếu phó tòa không chê giảng lậu, bọn bần đạo này xin cáo thoái. La Như Long đâu bỏ lỡ cơ hội này, liền mỉm cười nói. Đạo huynh, ngày mai có những nghi thức trọng yếu cần các môn phái. Phải đưa bộ sử sách lên như chư vị đồng đạo đã chuẩn bị tốt mặt đó chưa? Cả bọn cùng đáp. Bọn ta đều đã chuẩn bị xong không thiếu sót gì. Bộ sử sách bây giờ nằm ở đâu vậy? Là Như Lòng cố hỏi với giọng như vô tình. Đều để ở Hào Kiệt Lâu. Là Như Lòng lãnh đạm tiếp lời. Trương Mẫu muốn xem qua trước, làm phiền chư vị đem đến đây giúp có được không? Dạ được, được, bọn ta đi lấy ngay. Tức thì năm vị chưởng môn cúi mình lùi ra ngoài. Lão đầu đà đứng lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng ra theo. Nhưng Thiền Nguyên Chân Nhân vẫn đứng nán lại không đi. La Như Long mới ngạc nhiên hỏi. Đạo huynh, ông sao không đi lấy đi? Thiền Nguyên Chân Nhân cúi đầu cười nịnh nói. Sử sách bổn phái là vật truyền phái của các bàn phái. Là vật bất ly thân, bởi vậy bần đạo luôn giữ ở trên người. Quả nhiên lão ta thọt tay vào người, lấy ra một bộ sách màu vàng, cầm hai tay dâng lên rồi nói. Đây là bộ sử sách của phái Trung Nam, xin phó tòa thâu nhận. La Như Long gật đầu cầm lấy, chợt chuyển giọng hỏi. Quý thính giả thân mến, sách mệnh kim bài phần thứ 16, tác giả Nguyễn Long đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 17 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.